Hãy đăng ký kênh YouTube và đừng quên tích chuông để nhận thông báo khi có bài học mới nhất các bạn nhé. Hi, welcome you to our channel where you can learn to speak English easily, quickly and automatically. Today we are going to talk about the appearance. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói tới chủ đề đó là diện mạo con người. Khi nói về diện mạo chúng ta sẽ thấy rằng có hình dáng, đúng không ạ? Có mắt này, một mí, hai mí nó như thế nào, rồi cái người này thì già hay là trẻ, trông ra làm sao. Và chúng ta nói về kiểu tóc, đúng không ạ? Rất nhiều những cái điều mà chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận trong bài học ngày hôm nay. Are you ready? Yes! The first, đầu tiên chúng ta thấy ai đó rất là trẻ thì chúng ta dùng từ young. Young. Bạn chú ý, rất nhiều trường hợp mọi người đều đọc nhầm là răng. No, không phải là răng của chúng ta đâu, mà tách hai hàm răng của bạn ra. Young, đó là trẻ. Ví dụ, he looks so young. Anh ta trông rất trẻ. He looks, he looks so young. Anh ta trông rất trẻ. He looks so young. Let's say it. Rồi già, old, đó là già. Old. She's not too old. Bà ta không già lắm. She's not too old. She's not too old. Let's say it. Rồi những ai mà ở trong cái độ tuổi mà trung niên chúng ta có từ middle age, đó là tuổi trung niên. Đó. Ví dụ mình nói rằng anh ấy thì đang trong cái độ tuổi trung niên. He is in middle ages. Anh ấy thì đang trong độ tuổi trung niên. He is in middle ages. Middle, M-I-D-O, middle ages. Age is ages. He is in middle ages. Let's say it. Rồi ở độ tuổi đôi mươi thì chúng ta dùng 20s. Ví dụ như in her 20s, ở độ tuổi đôi mươi như cô ấy. She has many things to do. Cô ấy có rất nhiều thứ để làm. In her 20s. In her 20s. In her 20s, she has many things to do. In her 20s, she has many things to do. Let's say it. Yeah. Rồi gầy, thin. Đó, gầy nha. Thin. Hai hàm răng bạn chạm vào lưỡi, hơi ma sát đều, nhẹ giữa răng trên và mặt lưỡi. Thin. You are too thin. Bạn gầy quá. You are too thin. You are too thin. Cậu gầy quá đấy. Let's say it. Rồi béo. Fat. Fat. Béo nha. Người nào mà hơi béo thôi ấy, thì mình sẽ nói là he's a little bit fat. Anh ấy hơi béo. A little, đẩy lưỡi của bạn lên nhé. Little. Little. Hoặc anh mình đọc là little. A little bit. A little bit. He's a little bit fat. Anh ấy hơi béo. Let's say it. Rồi mũ mĩm, đúng không ạ? Có những cái đứa trẻ trông rất là mũ mĩm. Her baby is very chubby. Ch-a-b-y. Chubby. Her baby is very chubby. Con cô ấy trông rất là mũ mĩm, chỉ muốn véo má trong một cái, đúng không nào? Her baby is very chubby. Let's say it. Mình mà cứ nhìn thấy đứa nào mà phúng phính như thế nào, mình ra mình thơm một cái hoặc là véo má một cái, không biết là bạn có như vậy không? Her baby is very chubby. Rồi về chiều cao, đúng không ạ? Chúng ta thấy có những người rất là cao. Tall, very tall, rất cao. Hoặc là mình không cao thì mình nói là I'm not tall. Tớ không cao lắm. I'm not tall. All, tall. I'm not tall. Let's say it. I'm not tall. Bạn chú ý âm T nhé. Hai hàm răng phải chạm nhau. Đầu lưỡi mình đánh hơi ra. Tall. Chứ không bạn lại đọc nhầm sang là thô hoặc là to thì nó sẽ không đúng nha. I'm not tall. Tôi không cao lắm. Let's say it. Rồi thấp, đúng không ạ? Short. Tách hai hàm răng hơi đẩy xuống hàm dưới. Short. He's very short. Anh ấy thì rất là thấp. He's very short. Let's say it. Rồi, thấp cũng chẳng sao, đúng không ạ? Đó, cao thì sang, lùn thì quý phái, không sao hết cả. Quan trọng nhất là mình thực sự là sống hạnh phúc là được. Rồi chúng ta để ý tới kiểu tóc, đúng không ạ? She has curly hair. Cô ấy có mái tóc quăn. Curly. She has curly hair. Curly hair. Còn như mình nên là tóc thẳng, đúng không ạ? Straight hair. Màu thì màu đen, đúng không ạ? Black hair. She has curly hair. Tóc xoăn. Let's say it. Cũng có rất nhiều trường hợp các bạn quan tâm tới, đó là mí mắt, đúng không ạ? Chúng ta có cái từ mí mắt ấy, nó là eyelid. Ok, eyelid. Ví dụ một mí thôi nhá, mắt một mí này. Đó, thì chúng ta có từ single eyelids. Single eyelids. Còn nếu mà hai mí nha, mắt mà hai mí, double eyelids. Double double eyelids. Okay? I think that single eyelids are beautiful. Tôi nghĩ rằng mắt một mí thì cũng rất là xinh, đúng không ạ? I think that single eyelids are beautiful. And double eyelids are beautiful as well. Và hai mí thì cũng xinh. Đó, một mí, hai mí đều xinh cả. Bạn thấy rằng những cái người mà Hàn Quốc này, Nhật này, hay Trung Quốc nữa thì thường sẽ có nhiều mắt một mí hơn, đúng không ạ? Đó, một mí, hai mí thì đều xinh. Ok? I think that single eyelids are beautiful and double eyelids are beautiful as well. As well. Cũng vậy, cũng xinh nha. Let's say it. Rồi thỉnh thoảng chúng ta gặp những cái người có duyên thì người ta sẽ có thêm cái lúm đồng tiền ở má nữa, đúng không ạ? Chúng ta có từ dimple. She has a dimple. Cô ấy có má lúm đồng tiền. She has a dimple. D-I-M-D-I-M-P-O. Dimple. She has a dimple. Let's say it. Đó, các bạn thấy mình có đốn đồng tiền đúng không nào? She has a dimple. Mr. Robert has a dimple as well. Rồi anh ấy có mũi rất là cao. He has a high nose. Mũi cao nha. Đó. He has a high nose. High nose. I, high nose. He has a high nose. Đó, và tương truyền rằng những người nào ở mũi cao thì thường là cái khả năng về tình dục thì rất là tốt. Không biết là có đúng hay không, nhưng mà đó cũng chỉ là tương truyền vậy thôi, đúng không ạ? He has a high nose. Let's say. Đó, thế nhưng mà mình thấy rằng là rất nhiều trường hợp là mọi người đi thẩm mỹ là đều để kéo cái mũi nó cao hơn. Có thể là cái mũi cao thì thường là trông nó sẽ hấp dẫn hơn chẳng hạn. Đó. He has a high nose. Let's say it. Rồi tiếp theo, mole, đó là nốt ruồi nha. She has a mole near her mouth. Đó, cô ấy có nốt ruồi cạnh miệng. Đó. She has a mole, a mole near her mouth. Đó, những cái người mà có nốt ruồi mà cạnh miệng là rất là sành ăn nha. Đó. Ăn là biết chọn đồ ăn ngon này. Đó. Rồi là cái vị giác cũng tốt hơn này. Không biết có đúng không ha? She has a mole near her mouth. Let's say it. Rồi thỉnh thoảng chúng ta có những cái vết sẹo, đúng không ạ? Will the cut leave a scar? Scar, scar, vết sẹo. Đó, cái vết đứt này thì không biết là nó có để lại sẹo không? Ví dụ mình bị đứt tay chẳng hạn. Đó. Will the cut leave a scar? Will the cut leave a scar? Let's say it. Will the cut leave a scar? Let's say it. Skin, da. She has beautiful skin. Cô ấy có làn da rất đẹp. She has beautiful skin. Skin, skin. Hoặc là she has white skin. Cô ấy có làn da trắng. Đó. Mr. Robert has brown skin. Mr. Robert thì có làn da nâu. Đó. Ok. She has beautiful skin. Let's see it. Rồi bạn đi thăm bệnh nhân đúng không ạ? Đó, thì bạn thấy rằng she looks weaker and weaker. Cô ấy trông thì ngày càng yếu đi đấy. Ok. Đó, nhưng mà mình không nói ra nha. Đó, bởi vì nói như vậy thì người bệnh người ta thêm lo lắng. Mình chỉ nghĩ vậy thôi. Đó, nhưng mình vẫn tươi cười và mình chúc cho cô ấy sớm khỏe lại. Vì trông thì thực tế nó là như vậy đấy. Nhưng mà với cái lời động viên thì sẽ giúp cho người ta tốt hơn. Chứ mình đi vào bệnh viện mình lại nói ui, chồng bác giờ này xanh xao lắm, bác yếu lắm rồi, thì người ta lo lắng, người ta càng yếu hơn. Vì cái lời từ tích cực thì sẽ giúp cho cái sức đề kháng, cái sức khỏe cũng được cải thiện nhiều hơn. Đó, hãy khích lệ, động viên họ để họ khỏe mạnh trở lại nha. Đó, còn thực tế thì she looks weaker and weaker. Weaker. Cô ta trông yếu hơn đi đấy. Let's say it. We should do exercise every day to keep fit. Chúng ta cần phải tập thể dục hàng ngày để mà giữ sức khỏe nha. We should, we should exercise, exercise every day to keep fit. We should exercise every day to keep fit. Let's say it. Rồi và Và mình cũng chúc cho bạn là luôn luôn là tràn đầy sức khỏe, đúng không ạ? Tươi cười, đúng không ạ? Smile every day, enjoy every lessons, and have a great day. Bye.